Chào cả nhà. Thì hiện hôm nay shop có lên một cái loại đặc sản mới nữa. Thì đây là cái loại cốm. Thì hiện giờ thì shop vừa có một cái loại đặc sản mới nữa từ cái làng cốm An Ninh của Tiền Giang. Thì hiện giờ thì shop có hai cái loại cốm cả nhà, hai loại cốm nếp. Thì ở trên tay của shop đang cầm là một cái loại cốm nếp đậu phộng lá dứa. Thì đối với cái loại cốm nếp đậu phộng lá dứa này nè, thì làm từ cái loại từ nếp cả nhà. Và như cả nhà thấy là ở trong cái loại cốm nếp này, trong một cái cây như vậy nè, là nó sẽ đóng thành từng cái cây cốm khác riêng biệt nha, và có những cái túi ni lông riêng biệt, do đó mình rất là dễ sử dụng ha. Thì hiện giờ thì shop bán một cái túi như vậy là 500 gram, là có khoảng từ 22 tới 24 cái cây cốm nhỏ bên trong đó. Thì cái hạn sử dụng của cái loại cốm này rất là lâu, là tới 3 tháng này cả nhà. Thì đối với một cái cây cốm nếp như vậy nè, thì chúng ta có nếp nè, như cái nhà mình thấy là có nếp nè, rồi có lá dứa nè, và có đậu phộng. Và khi mà mình ăn thì cái loại cốm này rất là giòn luôn nha cả nhà, nó rất là giòn và rất là ngon luôn, cái vị ngọt nhẹ thôi chứ không có ngọt nhiều nha cả nhà. Thì đây là cái loại cốm mà rất là nổi tiếng từ cái làng cốm của Tiền Giang. Thì ngoài cái loại mà cốm nếp lá dứa đậu phộng thì shop còn có một cái loại nữa là cốm nếp đậu phộng sầu riêng. Thì đây là cả nhà mình thấy là đây cũng là một cái cây cốm nếp đậu phộng sầu riêng. Thì cái túi như vậy cũng là 500 gram và từ 22 tới 24 cái cây cốm nhỏ bên trong cả nhà. Thì đối với cái loại mà cốm nếp đậu phộng sầu riêng này á, là làm từ nếp nè, rồi cả nhà mình thấy đây làm từ nếp nè, làm từ đậu phộng nè, và thơm, rất là thơm cái mùi sầu riêng luôn, và cái vị của nó là ngọt nhẹ ha, và cái hạn sử dụng cũng là 3 tháng cả nhà. Thì đây là hai cái loại đặc sản mà shop vừa lên hàng hôm nay nè ha. Thì đây là những cái loại đặc sản rất là nổi tiếng từ cái làng nghề làng cốm của An Ninh của cái bè Tiền Giang ha. Thì shop rất là mong nhận được những cái đơn hàng của mình, của cả nhà mình về các cái loại cốm ha. Cảm ơn cả nhà.